Mới đây, theo nhiều nguồn tin từ các tờ báo uy tín tại nước Anh, hai huyền thoại của Manchester United là Roy Keane và Michael Carrick đang nhận được lời mời làm huấn luyện viên của hai câu lạc bộ thi đấu ở Championship. Cụ thể, theo Independent, Roy Keane là một trong những ứng viên tiềm năng nhất để ngồi vào vị trí thuyền trưởng của West Brom. Trong khi đó, ký giả Laurie Withwell cũng tiết lộ Middlesbrough đang bắt đầu đàm phán để mời Michael Carrick về dẫn dắt đội bóng. Vâng, không để quý vị và các bạn đợi lâu, hôm nay hãy cùng Random Football quay trở về quá khứ, cùng nhìn lại sự nghiệp cầm quân của hai số 16 vĩ đại nhất tại nhà hát của những giấc mơ và chờ đợi vào màn tái xuất giang hồ của họ. Sự nghiệp của Roy Keane trong màu áo đội bóng chủ sân Old Trafford có thể tóm tắt trong hai câu: khởi đầu vinh quang, kết thúc cay đắng. Anh đã cống hiến hầu như tất cả sức lực và tâm trí cho Man United trong suốt sự nghiệp của mình. Điều đó được tưởng thưởng xứng đáng bằng hàng loạt danh hiệu tại nhà hát của những giấc mơ. Roy Keane gây ấn tượng trong màu áo của câu lạc bộ Nottingham Forest với lối chơi sáng tạo. Tại đây, anh đã có 3 mùa giải thành công rực rỡ, xuất phát hầu hết mọi trận đấu. 154 lần ra sân, 33 bàn thắng, một màn trình diễn chói sáng trong trận chung kết Cúp FA năm 1991. Với thành tích ấn tượng, Roy Keane lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng lớn, trong đó phải kể đến Blackburn Rovers hay Arsenal. Cuối cùng, sau cuộc gọi của Sir Alex Ferguson, chàng trai người Ireland khi ấy đã gạt bỏ tất cả để đầu quân cho Manchester United vào năm 1993. Sau 4 mùa giải xuất sắc kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Roy Keane đã nhận được chiếc băng đội trưởng vào năm 1997. Chiếc băng đội trưởng mà anh đã không chia tay cho đến khi rời câu lạc bộ vào năm 2005. Anh là một tiền vệ box-to-box điển hình với phong cách thi đấu năng nổ, lăn xả và chiến đấu hết mình vì đội bóng. Là một phần của Manchester United, Keane đã giành được tất cả các danh hiệu cấp câu lạc bộ. Anh ấy trở thành nhà vô địch của nước Anh 7 lần, 4 lần vô địch FA Cup, 4 lần giành siêu cúp và đỉnh cao vào năm 1999, anh trở thành một trong những người may mắn có được cú ăn ba trong một mùa giải mà Quỷ Đỏ giành được FA Cup, Premier League và Champions League. Một thành tích vô tiền khoáng hậu ở xứ sở sương mù. Tuy vậy, đoạn cuối sự nghiệp tại nhà hát của những giấc mơ của người đội trưởng thét ra lửa đã trải qua cay đắng. Anh chỉ trích cầu thủ đội nhà trên kênh truyền hình MUTV. Vì thế, mặc dù là công thần tại Man United, nhưng Sir Alex đã chạm Roy Keane một cách không thương tiếc. Chính điều này khiến cho cựu đội trưởng mang mối hận không thể phai mờ với Sir Alex nói riêng và Quỷ Đỏ nói chung. Những fan hâm mộ cũng luôn cảm thấy nuối tiếc và đau lòng về mối quan hệ đổ vỡ này. Tháng 11 năm 2005, Roy Keane chia tay Man United, khép lại sự nghiệp 12 năm đầy vinh quang nhưng cũng rất cay đắng. Sau này, khi trở thành chuyên gia phân tích và bình luận trên Sky Sports, huyền thoại người Ireland không ít lần nhận xét về đội bóng cũ. Những câu chê bai thẳng thắn có lẽ là điều làm không ít cổ động viên khó chịu với ông và đó cũng là hình ảnh chung của một vài cựu cầu thủ Man United trên truyền hình. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Roy Keane cũng như bao huyền thoại khác lấn sân sang công tác huấn luyện. Kể từ ngày treo giày cách đây 2 tháng, ông cũng kịp lấy bằng huấn luyện sau khi tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn. Trong quá trình tái thiết tại Sunderland, tân chủ tịch Niall Quinn, từng chơi cùng ông ở đội tuyển quốc gia, đã bổ nhiệm người đồng đội cũ vào cương vị thuyền trưởng đội bóng. Hai trận đấu đầu tiên của Roy Keane trên cương vị huấn luyện viên diễn ra không tốt hơn. Đầu tiên là đánh bại Derby County với tỷ số 2-1, tiếp theo là chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Leeds United. Sunderland bắt đầu leo dần lên nửa trên của bảng xếp hạng. 5 cầu thủ đã được ký kết trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm 2007, trong đó có hai ngôi sao trẻ là Johnny Evans và Danny Simpson dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ cũ Manchester United. Kết quả tiếp tục được cải thiện và Sunderland giành quyền thăng hạng lên Premier League cùng với Birmingham City vào ngày 29 tháng 4. Thành tích giúp Keane nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của Championship. Tại mùa giải 2007-08, Mèo Đen cán đích ở vị trí thứ 15 với thành tích 11 thắng, 6 hòa và 21 trận thua. Kết quả vừa đủ để giúp đội bóng trụ hạng và Roy Keane đã có mùa giải đầu tiên trải nghiệm sự khắc nghiệt của Premier League trong vai trò huấn luyện viên. Tuy vậy, sang đến mùa giải 2008-09, trong 10 trận đấu dẫn dắt Sunderland tại Premier League, Keane chỉ mang về cho đội nhà 2 chiến thắng và tụt xuống thứ 18 trên bảng xếp hạng, bị loại khỏi Carling Cup bởi đối thủ chuyên kiếp Newcastle, dù cho câu lạc bộ đã chi ra đến 35 triệu bảng vào phiên chợ hè. Ngay sau khi để thua Bolton trong dịp kỷ niệm tròn 100 trận đấu trên cương vị huấn luyện viên của Sunderland, Roy Keane đã biến mất và cắt đứt tất cả mọi liên lạc với đội bóng.
một ngày trước, ông xuất hiện trở lại với lá đơn từ chức trên tay. Như vậy là sau hơn đúng 27 tháng dẫn dắt mèo đen, chiến lược gia người Ireland đã chính thức nói lời chia tay. Đến ngày 23 tháng 4 năm 2009, huyền thoại Man United được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Ipswich Town theo hợp đồng 2 năm, một ngày sau khi câu lạc bộ sa thải Jim Magilton. Ông mở màn ở đội bóng mới bằng chiến thắng 3-0 trên sân khách trước Cardiff City. Tại mùa giải 2009-2010, Ipswich Town cán đích ở vị trí thứ 15 với thành tích 12 thắng, 20 hòa và 14 thất bại. Sang đến mùa giải tiếp theo 2010-2011, thành tích của đội bóng cũng không có gì tiến triển dù nhận được nhiều sự đầu tư vào thị trường chuyển nhượng. Phong độ kém cỏi khi tụt xuống vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng đã khiến cho Roy Keane bị sa thải vào ngày 7 tháng 1 năm 2011. Kể từ thời điểm đó, ông không còn ngồi trên ghế thuyền trưởng ở bất cứ đội bóng nào khác mà chỉ giữ vai trò trợ lý cho đội tuyển quốc gia Cộng hòa Ireland, sau đó là hai câu lạc bộ Aston Villa và mới nhất là Nottingham Forest vào năm 2019. Quãng thời gian tiếp theo, Roy Keane làm công tác bình luận và phân tích trên kênh truyền hình Sky Sport. Cho đến mới đây, theo tờ Independent, ông là một trong những ứng viên tiềm năng nhất để ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng của West Brom. Tuần trước, người đội trưởng huyền thoại của Man United cũng đã có mặt để dự khán thất bại 0-1 của đội bóng này trước Preston North End. Về phần Michael Carrick, anh gia nhập Quỷ Đỏ vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 từ Tottenham Hotspur. Anh thừa kế chiếc áo số 16 và cũng lấp vào đúng vị trí mà huyền thoại người Ireland để lại. Đó là một sự thay thế khá bất ngờ bởi Carrick và Roy Keane khác nhau một trời một vực. Một người thì hung tợn, thô bạo và luôn ồn ào, người kia thì quá sức điềm đạm, khiêm nhường và từ tốn. Nếu Roy Keane sinh ra với tố chất thủ lĩnh có sẵn trong máu và tất nhiên luôn khiến người khác phải nhắc đến, thì Michael Carrick tồn tại với vai trò duy nhất đó là đem lại ánh hào quang cho người khác. Tiền vệ sinh năm 1981 là một trong số hiếm hoi những deep playing maker tương tự như Pirlo. Những cầu thủ chơi trong vai trò này tuy đảm nhận nhiệm vụ kiến thiết lối chơi, nhưng do đặc thù vị trí thường đá phía trước hàng hậu vệ nên cũng phải kiêm luôn bài toán phòng ngự. Dễ nhận thấy, Michael Carrick sở hữu phong cách điềm đạm nên không thể đánh đấm quyết liệt như những cầu thủ thiên về phòng ngự. Vì vậy, anh ngăn chặn đối phương theo một cách khác. Ngôi sao người Anh sử dụng óc phán đoán để bọc lót hoặc là cắt bóng sớm trước khi nỗ lực của đối phương trở thành mối hiểm họa rõ ràng. Sau 12 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, Carrick sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà nhiều cầu thủ ao ước có được. 5 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 3 cúp liên đoàn, 6 siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 Europa League và 1 FIFA Club World Cup. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù huyền thoại số 16 đã giải nghệ được 4 năm, nhưng Man United vẫn luôn tìm kiếm một mẫu tiền vệ giống như anh. Rất nhiều tiền bạc đã được đổ vào thị trường chuyển nhượng, nhiều ngôi sao đã được mang về, nhưng cũng không ai thay thế được anh. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Carrick được giữ lại làm trợ lý tại Quỷ Đỏ dưới thời Jose Mourinho và sau đó là Ole Gunnar Solskjaer. Anh là người đã chứng kiến tất cả những thăng trầm mà đội bóng trải qua sau khi chiến lược gia vĩ đại Sir Alex Ferguson giải nghệ. Khi Ole Gunnar Solskjaer rời Manchester United, chiếc ghế của ông thầy người Na Uy để lại vết gợn quá lớn. Rất nhiều huấn luyện viên tên tuổi vì nhiều lý do khác nhau đã từ chối đội bóng vào thời điểm đó. Carrick từng nói rằng anh chỉ biết thông tin một ngày sau thất bại trước Watford và chiếc ghế thuyền trưởng ở câu lạc bộ. Không có thời gian để chuẩn bị nhiều và ngay trước mắt là Villarreal, Chelsea và Arsenal. Trong mỗi buổi họp báo trước trận, Carrick từ chối nói quá nhiều về những thứ bên ngoài đường pitch. Anh chỉ tập trung vào việc Quỷ Đỏ sắp tới sẽ đá ra sao và hướng tới điều gì. Vẫn những con người đó, Carrick làm đơn giản đến bất ngờ. Ai cũng có thể đoán được lối chơi và nhân sự sẽ tham gia những trận đấu với ba đối thủ này. Nhưng từ chính sự đơn giản đó, Man United lại thi đấu tốt. Họ thắng 2, hòa 1 và giành vé vào vòng 1-8 Champions League cũng như trở lại cuộc đua Premier League đầy mạnh mẽ. Huyền thoại số 16 đã chứng minh được ít nhiều bản lĩnh trong 3 trận cầm quân. Anh biến Quỷ Đỏ thành tập thể khó bị đánh bại như chính thời tiền vệ này còn xỏ giày ra sân. Carrick không ngừng cảm ơn người hâm mộ, các cầu thủ và chính Solskjaer đã giúp anh có được thành tích này. Đó là thái độ của một người biết trước biết sau và rất khiêm tốn. Sau lần thứ hai nói lời chia tay sân Old Trafford, nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Họ mong muốn anh ở lại và tái thiết đội bóng dưới triều đại mới, nhưng rồi quyết định của người đàn ông 41 tuổi vẫn được giữ nguyên. Anh muốn dành nhiều thời gian hơn bên gia đình để bù đắp lại những bận rộn vất vả trong sự nghiệp. Mới đây, theo thông tin từ ký giả Laurie Withwell, Middlesbrough đang bắt đầu đàm phán để mời Michael Carrick về dẫn dắt đội bóng.
Anh đã nằm trong danh sách của Middlesbrough cùng với cựu thuyền trưởng Watford Rob Edwards sau khi câu lạc bộ này sa thải huấn luyện viên Chris Wilder. Cả West Bromwich Albion lẫn Middlesbrough đều đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng Championship với lần lượt là vị trí thứ 21 và 22. Nguy cơ phải xuống chơi tại League One là rất lớn, vì vậy họ cần sự thay đổi đầu tiên là trên băng ghế huấn luyện, với hai ứng viên đều là huyền thoại của Man United. Roy Keane và Michael Carrick là hai số 16 vĩ đại của Quỷ Đỏ. Tuy phong cách thi đấu có khác nhau, nhưng họ đều mang lại thành công cho đội bóng và gặt hái được nhiều danh hiệu. Sự nghiệp cầm quân của cả hai vẫn chưa có dấu ấn đậm nét nào, nhưng nếu đưa West Brom lẫn Middlesbrough thoát khỏi khó khăn, đó sẽ là bước tiến lớn giúp Keane và Carrick có cơ hội dẫn dắt một câu lạc bộ lớn hơn trong tương lai. Chúc hai huyền thoại của Man United luôn thành công trên chặng đường sắp tới, và nhiều khả năng người hâm mộ lại được chứng kiến quý ông và ác nhân tái xuất giang hồ. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.